Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Top 11 cách sống giúp giảm số người tử vong do ung thư. 1. Ăn uống đúng cách và lành mạnh. Một chế độ ăn uống đúng đắn là cân bằng dinh dưỡng, ít chất béo, nhiều chất xơ, dầu trái cây và rau quả. Nếu ăn quá nhiều, không chỉ khiến tăng cân mà còn làm tăng nguy cơ tái phát ung thư và di căn. Ăn nhiều chất béo sẽ nuôi tế bào ung thư và khiến các tế bào miễn dịch bên trong khối u bị chết đói, làm suy yếu khả năng chống ung thư và đẩy nhanh tốc độ phát triển của khối u. Ngoài ra, ăn kiêng mù quáng và đơn giản hóa chế độ ăn uống là không tốt. Cố gắng cân bằng dinh dưỡng, ăn đủ chất đạm và kiêng kỵ hợp lý mới giúp cơ thể có đủ dinh dưỡng, nâng cao khả năng kháng bệnh, phục hồi thể lực. 2. Tập luyện thể dục thể thao. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, dù là chạy bộ, bơi, yoga hay đạp xe thì đều rất tốt cho sức khỏe. Bởi sau khi vận động, thể chất và khả năng miễn dịch sẽ trở nên mạnh hơn và khả năng tái phát ung thư sẽ nhỏ hơn. Tập thể dục rất quan trọng đối với sự phục hồi của bệnh nhân ung thư. Ví dụ như đối với bệnh nhân xạ trị, tập thể dục thể thao hợp lý có thể thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng của chức năng tạo máu, giúp cơ thể sử dụng nhiều tế bào miễn dịch và các chất miễn dịch, nâng cao toàn diện khả năng kháng bệnh. Tập thể dục còn ngăn ngừa và giảm loãng xương, giảm tai biến. Tập thể dục phù hợp và thường xuyên có thể làm giảm hiệu quả sự tái phát và di căn của ung thư phổi, đồng thời cải thiện đáng kể thể lực và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tất nhiên, nên chọn bài tập phù hợp với thể trạng của bản thân và tránh các bài tập thể dục cường độ cao. Tập thể dục là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại lão hóa và ung thư, làm tăng nhịp thở của cơ thể, tăng lượng oxy hấp thụ, đẩy nhanh quá trình trao đổi khí trong cơ thể, ra nhiều mồ hôi, cải thiện quá trình trao đổi chất và giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Ba là duy trì cân nặng khỏe mạnh. Béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ gây ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số lượng lớn các tế bào mỡ sẽ sản xuất và giải phóng quá nhiều hormone, có thể thúc đẩy sự xuất hiện của ung thư đại trực tràng hoặc ung thư vú. 4. Đừng uống quá nhiều rượu. Có bằng chứng cho thấy uống rượu làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác nhau, chẳng hạn như ung thư miệng, ung thư thực quản, ung thư vòm họng, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, vân vân. Mặc dù uống rượu có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch,
nhưng uống nhiều rượu sẽ gây kích thích mạnh vào màng nhầy của đường tiêu hóa. Rượu cũng cần được chuyển hóa bởi gan. Đối với một bệnh nhân có gan đã bị suy yếu, nó sẽ làm tăng áp lực đối với quá trình chuyển hóa gan, lâu dần có thể dẫn đến ung thư gan. 5. Không hút thuốc và tránh môi trường khói thuốc thụ động, bởi thuốc lá chứa nhiều chất gây ung thư. Chất nicotine có thể gây ung thư trong tế bào, có thể trực tiếp gây ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư đầu, cổ, ung thư thực quản và các bệnh ung thư gián tiếp, bao gồm ung thư máu, ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, v.v. 6. Tắm nắng. Vitamin D có thể làm chậm quá trình tế bào ung thư chuyển từ tổn thương tiền ung thư sang trạng thái ung thư và kiểm soát sự phát triển của tế bào ung thư. Đối với bệnh nhân ung thư phổi, vitamin D là một trong những yếu tố giúp giảm nguy cơ tử vong, đồng thời giúp ngăn ngừa các phản ứng có hại nghiêm trọng có thể xảy ra trong quá trình điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Cách đơn giản nhất để bổ sung vitamin D là tắm nắng đúng cách. Nhưng lưu ý, tránh nắng gắt, phơi nắng khoảng 10 phút mỗi ngày có thể mang lại hiệu quả tốt. Tránh phơi nắng quá nhiều. Tia cực tím trong ánh nắng mặt trời không chỉ gây cháy nắng và đẩy nhanh quá trình lão hóa da, mà còn là nguy cơ lớn nhất dẫn đến ung thư da. 7. Cần tầm soát và điều trị sớm. Nên khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư. Đặc biệt với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, phải thực hiện tầm soát ung thư định kỳ để phát hiện các loại ung thư có thể mắc phải. Ngoài ra, các bạn nữ cũng nên học cách tự khám vú. Nam thanh niên phải chú ý cách khám sức khỏe tinh hoàn thường xuyên. Và mọi người phải chú ý tự khám da toàn thân. Thông thường trong vòng 2 năm kể từ khi kết thúc điều trị khối u, nên kiểm tra lại định kỳ 3 đến 6 tháng một lần. Và từ sau năm thứ 5, mỗi năm đi kiểm tra một lần. Bởi vì phẫu thuật, hóa trị, xạ trị không thể loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư. Có thể có những tổn thương không được phát hiện và ẩn ở một số bộ phận. Tế bào ung thư ẩn mình trong cơ thể và luôn tìm cơ hội trở lại. Khi sức đề kháng của cơ thể suy giảm, ung thư sẽ tái phát tại chỗ và di căn xa. Mấu chốt của việc phòng ngừa và điều trị nằm ở việc phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và điều trị sớm. 8. Là tâm trạng tốt. Những người lạc quan có tỷ lệ tái phát ung thư thấp và thời gian sống sót lâu dài. Lo lắng, trầm cảm, căng thẳng, sợ hãi, bi quan và các vấn đề tâm lý khác là cảm xúc không thể tránh khỏi của nhiều bệnh nhân ung thư. Nhưng tâm trạng lại liên quan mật thiết đến sự xuất hiện, phát triển, di căn và tiên lượng của tế bào ung thư. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy ở những bệnh nhân đã điều trị ung thư, những bệnh nhân có tâm trạng tốt, tinh thần lạc quan, có tỷ lệ tái phát bệnh thấp và thời gian sống lâu hơn. Trong khi những bệnh nhân bi quan, chán nản, có tỷ lệ tái phát cao và thời gian sống sót ngắn. Trầm cảm là một nhân tố có hại rất lớn cho việc điều trị và phục hồi thể chất. Vì vậy, việc duy trì tâm trạng tốt là điều rất quan trọng để đẩy lùi các tế bào ung thư.
9. Không thức khuya. Giấc ngủ giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Những người ngủ đủ giấc có hiệu suất kích hoạt các tế bào T trong cơ thể cao hơn những người ngủ kém. Rối loạn giấc ngủ là một biến chứng phổ biến của bệnh nhân ung thư. Cơn đau vết mổ và những cảm xúc tiêu cực khác nhau sau khi phẫu thuật có thể khiến bạn không thể ngủ yên. Bất kể bạn khỏe mạnh hay từng bị ung thư, hãy cố gắng cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cố gắng đi ngủ và thức giấc vào một giờ cố định và kiên trì trong thời gian dài. Tắt máy tính và các thiết bị điện tử khác trước khi đi ngủ. Tránh ăn no trước khi đi ngủ. Tắm nước nóng, đọc sách và thiền trước khi đi ngủ. Hạn chế tiêu thụ caffeine có trong cà phê, trong trà, trong soda và uống rượu. 10. Tránh xa bức xạ. Để tránh bị ung thư, nhiều người đến bệnh viện yêu cầu chụp CT để phát hiện và điều trị sớm. Mặc dù dưới góc độ tầm soát khối u, việc kiểm tra CT có lợi cho sức khỏe, nhưng chụp CT quá nhiều trong thời gian ngắn cũng có hại. 11. Bật máy hút mùi, mở cửa sổ thoáng gió, phòng bếp. Nhiều phụ nữ không bật máy hút mùi trong khi nấu nướng trong bếp cũng dễ tăng nguy cơ bị ung thư. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nồng độ khói dầu mỡ sinh ra trong quá trình nấu nướng tương đương với việc đốt 96 điếu thuốc lá trong 6 giờ trong một căn phòng kém thông gió. Khói dầu mỡ đi sâu vào hệ hô hấp dẫn đến nguy cơ ung thư tăng gấp đôi. Vì lợi ích của sức khỏe, không nên để nhiệt độ dầu mỡ quá cao khi nấu và không đợi đến khi dầu mỡ bốc khói rồi mới bắt đầu nấu. Đồng thời, hệ thống thông gió của máy hút mùi phải được thông suốt, phải vệ sinh và bảo dưỡng máy hút mùi thường xuyên. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.